Dạ, em xin kính chào quý cô chú và anh chị ạ. Dạ, hôm nay em đi về ấp Thới, xã Điềm Hy của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dạ, ở đây em có một cái mảnh vườn rất là đẹp, có hoa, có khóm hoa, có ao cá, có cây ăn trái, với tổng diện tích đó là 5.000 m². Đất mình có mặt tiền là 20 m, nở hậu là 33,5 m, chiều sâu vô là 200 m. Dạ, tổng diện tích của đất mình là 5.000 m², hướng đất của mình là hướng Tây, chủ đang kêu bán với giá là 450 triệu đồng trên 1.000 m² ạ. Dạ, trên đất của mình thì đây để em xem coi. Trên đất của mình thì có được 1.500 gốc mai chiến thỉ, 90 gốc dừa, 10 cây mít. Ở dưới ao thì có được 1.000 con cá tai tượng, mà không có nhỏ nha quý cô chú anh chị. Cá tai tượng của mình thì dao động từ khoảng 500 gram trở lên luôn á. Mình được 20 cây nhãn, 20 cây cam sòn. Ở trong vườn mình thì đã được lắp hệ thống camera wifi đầy đủ hết luôn. Dạ, đường phía trước của mình là hiện tại là cái đường bê tông nè, tầm khoảng 2 m. Đường này thì có cặm bản quy hoạch mở lên đường 3 m luôn. Của mình có cái view kênh phía trước luôn, nên quý cô chú anh chị mình mà có chọn mảnh vườn này thì cũng không có quan ngại về vấn đề mà nước tưới tiêu hay là điện gì, hết ạ. Dạ, em xin phép được lặp lại một lần nữa về diện tích của vườn mình. Dạ, vườn mình có tổng diện tích là 5.000 m² với chiều ngang mặt tiền là 20 m, nở hậu 33,5 m, có chiều sâu vô là 200 m. Vườn của mình có hướng chánh tây, chủ đang kêu bán với giá là 450 triệu đồng trên 1.000 m² ạ. Dạ, từ thành phố Hồ Chí Minh, em tính từ vị trí bến xe miền Tây quý cô chú anh chị về đến mảnh vườn này thì tầm khoảng 74 km. Từ ở vườn mình đi ra đến ngay chỗ đường tỉnh 874 thì tầm khoảng 350 m ạ. Mình cách quốc lộ 1A tầm khoảng 1,5 km. Dạ, đây em quay cho quý cô chú anh chị coi nha. Dạ, do chủ ở xa nên là em không có vô trong vườn được. Khu vườn của mình là đã được bao lưới rào B40 hết xung quanh luôn. Dạ, à quên nữa, ở cái quý cô chú anh chị có thấy cái cột điện là nó ở xa góc vườn của mình nha, tại vì em quay ở xa lên nên quý cô chú anh chị nhìn thấy vậy thôi, chứ nó cách xa đó của mình lắm. Dạ, kế đất mình là có hàng xóm đang sống ở đây luôn nè. Dân cư ở đây là khá là đông đúc, đi qua khỏi mảnh vườn mình là nhà dân ngoài san sát với nhau luôn. Dạ, quý cô chú anh chị có quan tâm đến mảnh vườn em đang giới thiệu thì xin vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0947071309. Em sẽ đưa quý cô chú anh chị đến xem vườn thực tế luôn ạ. Dạ, em xin phép được kết thúc video ở đây. Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ạ.